Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 2, trang 57, sách giáo khoa, toán 7, tập 2. Đề bài đó là từ một điểm A không nằm trên đường thẳng D, ta có thể kể được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng D. Thì các bạn chú ý cho cô, đó là từ một điểm A không nằm trên đường thẳng D, khi ta kể một đường vuông góc xuống đường thẳng D tại H, trên đường thẳng d ta lấy một điểm b không trùng với h thì khi đó đoạn ah được gọi là đường vuông góc kể từ a đến đường thẳng d đoạn thẳng ab được gọi là đường xiên b thì được lấy bất kỳ trên d sao cho b không trùng với h như vậy ta có thể lấy b ở bất kỳ ở đâu cũng được chỉ cần là b không trùng với h thì nối a với b ta sẽ được một đường xiên còn kẻ một đường vuông góc từ a đến đường thẳng d ta được đoạn thẳng ah được gọi là đường vuông góc từ đây thì chúng ta có thể kết luận đó là từ a không nằm trên đường thẳng d ta có thể kể được một đường vuông góc duy nhất bởi vì qua điểm a nằm ngoài đường thẳng thì chỉ có duy nhất một đường thẳng đi qua a và vuông góc với d và bao nhiêu đường xiên cứ mỗi một điểm trên D khác H thì ta chỉ cần nối A với điểm đó là ta đã được một đường xiên rồi. Như vậy, mà trên đường thẳng D thì có vô số điểm khác H. Như vậy ta sẽ có vô số đường xiên. Từ đây thì chúng ta sẽ trình bày như sau. Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng D. có thể kể được một đường vuông góc với d và vô số đường xiên đến đường thẳng D. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 2 trang 57 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.